nhưng ta không thể ngăn chặn được vậy ạ. Sau khi đây được nghe được lẽ sống của đời mình bày tỏ về tình yêu đối với mẹ, thì ta sống hay chết còn quan trọng gì? Chàng không muốn rời đây sao? Xin chàng hãy đi đi, họ sẽ giết chàng mất. Áo chàng của mày đêm sẽ che giấu ta khỏi họ, và thà để họ bắt gặp ta ở đây, tha để sự lòng căm thù của họ chấm dứt ở đây, còn hơn sống từng phút giây mà không có tình yêu của mẹ. Chàng yêu em sao? Mỗi tháng luôn thay đổi, chàng đừng lấy nó mà thề, chỉ cần chàng, bản thân chàng, hãy nói là chàng yêu em, Romeo, và em sẽ tin chàng, em sẽ tin tưởng vào tất cả những gì mà chàng nói, em chọn tin tưởng chàng, dù cho gia tộc chúng ta là kẻ thù của nhau, em chưa bao giờ thấy bình yên như giây phút em thấy chàng, Romeo, những giấc mơ của em đã chúc phúc cho em đó. Chưa lẽ thấy mẹ còn không nghĩ